Em xin giao lưu với anh em một cây linh sam siêu bông ha. Cây này về mình cắt cốt thiên nhiên nè, đế cũng đều đẹp luôn. Anh em so sánh với cái chày Mỹ Tiến giùm em ha, cốt nó cũng to. Cái này khi giao em cắt ngắn ngắn này lại xíu nha anh em, dài quá bỏ vô thùng xốp nó cũng không vừa nữa. Đế nó đều đẹp luôn, cây gì bông quá trời bông luôn. Cái này em xin giao lưu giá 300k bao ship đó. Khi ship cái em cắt ngắn ngắn lại chút vậy nè đó, mỗi cái cành cắt ngắn lại để bỏ vô thùng cho nó gọn gọn lại. Rồi anh em nào thích thì liên hệ số điện thoại 0354 0035 4323 996. Cốt thiên nhiên.